Một điều mà các bạn có thể chưa biết, khi mà lái cái xe đạp ma này ban ngày, các bạn sẽ không thấy hồn ma nhỏ phía sau. Nhưng mà ban đêm, các bạn sẽ thấy một hồn ma nhỏ phía sau nha. Hello mọi người, mình Vũ Vy Kinh đây. Hôm nay thì hoàn thành nhiệm vụ để nhận cái xe đạp cho mọi người. Các bạn hôm nay đã nhận được chiếc xe đạp ma rồi chưa? Bạn nào nhận được rồi nhấn nút like nha. Bạn nào chưa nhận được nhấn nút đăng ký nha mọi người. Còn bây giờ thì mình sẽ điểm danh để lấy cái ba lô trước đã, xong rồi mình đi làm nhiệm vụ nha các bạn. Hiện tại mình có 2000 mấy xu. Ui, cái ba lô này cũng dễ thương nè mọi người. Điểm danh ngày thứ 7 nha các bạn. Thì bữa giờ cập nhật thì cũng 7 ngày rồi á. Ba lô cho cái ba lô cũng rất là xịn luôn. 7 ngày tiếp theo chúng ta sẽ có một bản cập nhật mới nha. Về hóa thành khủng long nha mọi người. Rồi kiểu như khoáng sản mới nữa cho mọi người đi đào nữa, để mà chế tạo, để chế tác rồi các kiểu nữa. Ui, cái con hồn ma nhỏ cái ba lô này nó cầm cái lưỡi liềm của thằng chết đó kìa mọi người. Ui, xịn thế nhờ. Xịn thế mọi người. Đây, nó cũng hợp với cái tông màu bộ đồ mèo của mình luôn nè. Đấy, ui, nó cầm cái lưỡi liềm kìa, dữ không mọi người. Rồi, với hôm nay là nhà phát hành cho mình hai cái hộp bóc thăm mũ mèo nè. Trời, bữa giờ mình bóc không được cái mũ nào luôn. Để mình bóc thôi nha. Hai hộp mình nhìn nó khác nhau nha mọi người. Ôi trời, 700 tiền sao nữa là vậy. Sao vậy nhà phát hành? Ở bữa giờ luôn á, không được cái mũ mèo nào luôn. À, được rồi mọi người, trời ơi, mũ mèo mướp à. À, cái tông màu này cũng giống cái tông màu bộ đồ mình đang mang nè. À, mũ thì nó có nhiều loại lắm, mũ phô mai, mũ vàng, mũ tùm lum nhiều mũ, loại mũ lắm cho mọi người. Ý, hợp nha mọi người. Ơi, xem một vòng cho mọi người xem nè, rất là hợp với ba lô này luôn. Ui, nhìn dễ thương, nhân vật của mình hôm nay dễ thương lắm nha. Rồi bắt đầu nhận xu, hoàn thành nhiệm vụ để nhận chiếc xe đạp nha mọi người. Trời ơi, trong ngóng bữa giờ luôn để mình test thử cái xe đạp này cho mọi người xem luôn á. Trong đây thì mình sẽ nhận được 100 mấy chục xu nữa nè. Đầu tiên thì mình sẽ làm nhiệm vụ của Nang Tâm nha. Thì Nang Tâm chỉ kêu mình đi lấy đồ thôi. Ủa, ai mới bắn mình vậy ta? Rồi hoàn thành luôn nha mọi người. Hoàn thành nhanh luôn ha. 90 xu nè, bây giờ mình sẽ chạy vô gặp Duệ Mẫn. À, hoàn thành được cái nhiệm vụ này luôn nè, được 100 xu nữa. Rồi, nhiệm vụ Duệ Mẫn là trong ngày hôm qua, hôm nay là mình đi làm nhiệm vụ là gặp nhiệm vụ Đức Thánh nha mọi người. Nếu mà ngày hôm nay nhiệm vụ Đức Thánh nữa nè, trời ơi, nhiệm vụ này khó nhất luôn nha. Tại vì nó khó cho nên là mình sẽ qua bên trung tâm để mua cái thức ăn snack bò gì đó. Đây, thịt bò này nha mọi người. Thì các bạn sẽ được tăng tốc độ chạy lên, làm nhiệm vụ nó sẽ dễ hơn. Rồi bây giờ thì mình sẽ ăn 2 miếng thịt bò nha mọi người, xong rồi mình sẽ nhận nhiệm vụ nha. Ăn xong rồi mới nhận nhiệm vụ nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ nhận nhiệm vụ nha. Nhanh 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 nhanh, chạy nhanh các bạn ơi, tốc độ. Không, ông nội hồn ma độc ác không dí mình các bạn. À, trong đây không có à. Chạy nhanh ra. Ui, các bạn phải làm lẹ nha, nhiệm vụ này các bạn phải vô phòng nhìn xong á chạy lẹ liền. Chúng tôi có hồn ma độc ác nó chạy tới nhanh lắm mọi người ơi. Khi mà tới cái cửa thì các bạn chú ý nha, những cái hồn ma giận dữ nó hay đứng chỗ gần mấy cái cửa các bạn tới. Nhớ lấy cái điện thoại ra nha. Nhớ lấy cái điện thoại ra. Ủa sao nãy giờ tìm không thấy cái lọ nước thánh nào hết vậy trời. Ui, trời ơi, bây giờ người với ma không biết là ai luôn mọi người ơi. Trời ơi, ghê quá. Bây giờ các bạn phân biệt bằng cách là nhìn cái chữ thôi nha. Cái hồn ma mà của NPC đây có một lọ. Thì nó có dòng chữ màu vàng nha mọi người. Chữ màu vàng ở trên, còn người chơi thì không có chữ vàng nha. Ở đằng kia có một lọ kìa. Hồn ma giận dữ đằng kia có một con kìa. Đấy, nó có chữ vàng trên đầu mọi người thấy không? Trời, bây giờ người chơi với hồn ma không nhận biết là ai luôn. Trời ơi, nhìn sợ ghê đó mọi người. Ôi, chạy, cố gắng chạy nha mọi người. Có nhiều ông vô mặc cái bộ đồ hồn ma độc ác nữa. Trời ơi, sợ ghê đó mọi người. À, hoàn thành nhiệm vụ nhanh luôn đây. Nhanh. Hồn ma độc ác dí không lại mình luôn mà. Mình tăng tốc độ chạy nhanh quá các bạn ơi. Rồi, trả nhiệm vụ. Trời đất ơi, thấy mọi người thấy mình làm nhiệm vụ nhanh không? Các bạn chỉ cần có cái stick bò chạy nhanh thôi là mình ngủ rất là nhanh luôn. Cái hồn ma độc ác nãy giờ mọi người không thấy luôn đúng không? Chạy đâu lại mình đâu. Rồi tiếp theo là mình sẽ nhận nhiệm vụ thử lòng can đảm hả? Ok, thì mình sẽ ăn thêm 2 miếng stick bò. Ui, người chơi bây giờ biến thành ma luôn rồi. Ui, hồn ma kìa. Xém chút nữa. Người chơi bây giờ biến thành ma rồi, giờ không biết phân biệt là ma thiệt ma giả luôn, ma pha ke luôn. Ủa, bên kia phòng bên kia. Đó, bây giờ thấy mọi người thấy mình chạy nhanh không? Trời, ma dí làm gì kịp. Giờ mình có sơ hở lại đi qua chỗ mấy cái cửa thôi.
hoặc là mấy cái góc khuất nè, không thấy ma thì mình mới bị nó bắt thôi các bạn. Cộng thôi là mình chạy rất là nhanh nha. Rồi khi mà các bạn có nhiều bạn hoàn thành cái nhiệm vụ này không được đó, thì các bạn đi vô trong các phòng đó nha, xong rồi chạy chạy một xíu, các bạn có thấy cái gì ghê ghê các bạn nhắn vô thì các bạn sẽ hoàn thành nhiệm vụ này ha. Mà đứng ngay cửa này các bạn, thì các bạn sẽ hoàn thành nhiệm vụ này ha. Có nhiều bạn ui đứng ngay cửa thế, sợ quá mọi người. Đây các bạn chạy vô phòng nè, xong rồi các bạn kiếm cái gì mà lạ ấy, như bên đây á, thì là cái tấm gương thì phải. Đây đó, các bạn tới tấm gương là nó sẽ hoàn thành nhiệm vụ ha, nó sẽ dẫn mọi người đi tới cái vị trí tiếp theo. Đấy, tới cái cửa là mọi người nhắn điện thoại nha, rồi chạy ra. Nhiều khi con ma nó đứng ngay cái cửa các bạn, trời nó hù cái hết hồn luôn. Ừ, nó đứng bên trái kìa, hù cái hết hồn chạy không kịp nha. Rồi trả cái nhiệm vụ, ôi còn một vị trí này nữa, còn một vị trí này nữa là mình sẽ hoàn thành được cái nhiệm vụ rồi luôn các bạn. Trời đất ơi, đi làm cái nhiệm vụ xong sự kiện lần này ghê quá mọi người ơi, hồi hộp cực kỳ luôn. Rồi bây giờ mình sẽ ăn thêm một miếng chạy cho nó nhanh nhanh, hình như nó hết tốc độ rồi các bạn. Đấy, khi vô phòng các bạn chưa hoàn thành được á, thì các bạn kiếm cái gì lạ, như đây là hình như cái tủ này các bạn nhắn vô ha, thì nó sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Ui đó, các bạn lưu ý nha, có nhiều bạn là làm không được cái nhiệm vụ lắm luôn á. Rồi trước khi ra cửa thì các bạn lấy cái điện thoại là chạy ra nha. Nhiều khi con ma nó đứng ngay cái cửa các bạn, đứng ngay cái cửa mình không biết là mình chạy ra mình nó vô mình, nó chụp mình liền á, là mình chạy không kịp đâu. Trời ơi, đâu ra chạy. Ây giời, con người tê le tớ, mình không để ý cái dòng chữ màu vàng của con hồn ma giận dữ này mọi người ơi. Trời đất ơi, cay báo quá, cay báo quá, cay ơi, cay mà xem video này là cay quá báo luôn nha cay. Trời ơi, tự nhiên đang chạy tới mà cay tê le tới, các bạn không nhìn thấy cái con ma, cái dòng chữ nó che mất tiêu. Trời ơi, hên quá, vẫn hoàn thành được nhiệm vụ này, vẫn hoàn thành được nhiệm vụ nha mọi người. Hên quá. Không sao các bạn ơi, nhanh luôn. Nhiệm vụ tiếp theo là mình sẽ đi làm nhiệm vụ của tiểu quỷ nha. Ủa, cái hồn ma giận dữ kìa các bạn ơi. Trời, các bạn nhớ đi làm nhiệm vụ nhớ để ý nha. Mấy hồn ma giận dữ lâu lâu nó ở đâu nó ra nó bù mình cái mọi người. Tại vì trong trường hợp này có hai cái hồn ma giận dữ lần nha, cho nên là mọi người không có né kịp ở đâu đó. Rồi hoàn thành luôn nè, để mình coi được 3.000 xu chưa ta. 3.000 xu chưa, 2.972 à, thiếu mấy xu nữa các bạn ơi. 3.000 là đủ nha, 3.000 là đủ nha mọi người. Bây giờ mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ với Linh Thư nữa là đủ nè. Rồi bây giờ mình sẽ đi tìm tiểu quỷ thì các bạn chạy thẳng vô ngay cái phòng chỗ này nè, thì con tiểu quỷ nó núp ngay đây nha mọi người. Cái phòng như đây, phòng tinh học á, trong cái phòng tinh học này nha. Ui hên quá, cái hồn ma giận dữ nó núp đằng kia rồi các bạn. Rồi nhiều khi mà các bạn chạy tới chậm á thì nó đi ra ngoài nha, còn bình thường các bạn đi tới sớm thì nó trong cái phòng tinh học. Rồi trả nhiệm vụ nữa là mình đã hoàn thành được 3.000 xu rồi mọi người ơi. Bye bye cái trường học này luôn, mình sẽ không đi làm nhiệm vụ ở đây nữa nha. Trời đất ơi, đợi sự kiện tiếp theo nha mọi người. Tại vì bây giờ làm nhiệm vụ đâu có làm gì, chỉ đổi được đồ nội thất thôi à. Bây giờ mình ra mình lấy xe. Bye bye cái trường học này. Rồi 3.001 điểm luôn nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ đổi ghế đi. Ghế thì 300 điểm một cái ghế, thì đổi 10 cái là 3.000 điểm nha mọi người, là đủ luôn. Đổi 10 cái là đủ luôn các bạn. Bữa thì mình đổi cái piano, là piano chỉ do đổi được có một lần à. Giờ mình sẽ đổi cái ghế này ha. Ôi, không biết là mọi người hôm nay nhận được cái xe đạp như mình chưa ha. Thì bữa mình cũng đi bắt ma nhiều đó các bạn, đi bắt ma nhiều, cho nên là hôm nay mình nhận sớm nha các bạn. Chứ mấy bạn mà không ấy là không đủ điểm để nhận đâu. Wow, xe đạp hội thằng bí học đây, trông ngóng bao lâu, 7 ngày rồi hôm nay mới được sở hữu nha các bạn. Hôm nay mới được sở hữu nha. Tốc độ là 5.5 nha mọi người, tăng tốc là 7 nha, nhưng mà rất tiếc là chỉ có một chỗ thôi. Còn cái yên phía sau là ai ngồi lại mọi người có biết không? Trời ơi, này là ban ngày nha, này là ban ngày các bạn nhìn để ý cái xe nó khác nha. Đấy, cái âm thanh của xe rất là rợn người luôn nha mọi người. Ui, đấy ban ngày thì các bạn để ý nha, cái xe nó có một sự khác biệt nha mọi người. Còn ban đêm này các bạn ơi, phía sau xe của mình các bạn thấy gì không? Một cái hồ ma nhỏ, trời đất ơi, ban đêm nó khác, ban ngày nó khác giờ. Sợ quá. Nếu bạn đang thiếu game để chơi, ở đây có kho game online cho các bạn mà không cần tải luôn. Game hay online.com nhé.
Boop 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 bo